Bốn điều sẽ xảy ra với trẻ nếu bố nghiện điện thoại di động. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, bố mẹ hiện đại dành trung bình đến 9 tiếng một ngày để sử dụng các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop, iPad, tivi. Bốn điều dễ gặp phải nếu bố nghiện điện thoại thông minh. Sử dụng điện thoại thông minh như thế nào là đúng đắn? Mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.